Trước hết, chúng ta dành một phút để cầu nguyện Thượng Đế và Hải Hội Chư Phật hộ trì cho dân tộc Việt Nam nói riêng, nhân loại nói chung sớm vượt qua đại dịch Covid. Hôm nay, chúng ta học qua một đoạn thánh giáo của Đức Thái Thượng Đạo Tổ dạy qua về Đạo Pháp Nhĩ Căn Viên Thông. Mời quý vị lắng nghe đoạn thánh giáo đó. Thái cực phân thành thể lượng nghi thượng thanh hạ trược chẳng sai gì đạo màu thanh điển cần thu hấp tổ khiêu khai thông anh phục quy lý nhiệm diệu âm cần thấu đáo lão nương nhị pháp tụ quyền di tử hồi cảnh lạc tâm không tướng gian ngự không am tỏ khả tri thay thượng đạo tổ ly lão tử gian thượng tôn giờ nay quan hỷ thai quan hỷ thai quyển diệu pháp liên hoa kinh giải đã hoàn thành. Đó là một công đức bất khả tư nghị vậy. Giờ nay Thượng Tôn giáng ngự nơi chân không am để khai minh đôi phần giáo pháp nhiệm màu đã có từ ngàn xưa diễn đại. Các môn đồ cao đài giáo cũng như tín đồ các tôn giáo nghe Thượng Tôn bài giải qua danh xưng Thái Thượng Đạo Tổ hay là Thái Thượng Đạo Quân, chư môn đồ cao đài giáo cũng biết Thượng Tôn là ai rồi. Giờ nay, luận qua về kiếp giáng sinh của Thượng Tôn vào thời điểm nhị ngoạt thập ngũ, với họ Lý, tên Nhĩ, tự Đam, đã ẩn tàng một sự màu nhiệm. Giờ nay Thượng Tôn khai minh cho chư môn đồ cao đài giáo và các hệ phái tôn giáo được rõ. Chữ lý là mượn từ cây lý để nói rằng hãy tầm cầu cây lý. Chữ nhĩ là tai, chữ đam là tai dài. Truyền thuyết nói rằng tai của lão tử rất đặc biệt, dài và có ba lỗ, vậy hãy tầm cái lý nơi tai dài ba lỗ xem sao. Lỗ tai là... Đó là muốn nói rằng lão tử có tai nghe thấu tam thiên đại thiên thế giới, mở ngoặc, ba lỗ, đóng ngoặc. Phải chăng đó là nhĩ căn viên thông? Lão tử giáng sanh vào ngày 15 tháng 2 âm lịch. Với ý nghĩa như thế nào, Thượng Tôn lý giải. Tháng 2 âm lịch là thuộc quẻ lôi thiên đại tráng. Ý nghĩa là sấm trời, là cuộc lớn và mạnh mẽ, sấm sét.
là ám chỉ diệu âm. Vũ trụ vạn pháp khởi sinh từ diệu âm tự tánh. Diệu âm là lực chấn động của tiên thiên khí. Cuộc đại tráng không gì lớn lao bằng, không gì mạnh mẽ bằng. Vì đó là cuộc tạo lập vũ trụ vạn pháp. Lão Tử sanh ra vào tháng 2 âm lịch. Để nói lên Lão Tử do từ diệu âm tự tánh mà đến đây. Kế tiếp Thượng Tôn lý giải về ngày 15, mở ngoặc ngày rằm đóng ngoặc. Ngày 15 hay là ngày rằm, tức là ba con số 5, 5 cộng 5 cộng 5 bằng 15. Đây là tam ngũ vậy. Con số 5 là ngôi đế vương, tam ngũ là ba ngôi, đế vương, nguyên tinh, nguyên khí và nguyên thần được quy hiệp. Từ con số 15 cộng 2 số hạng là 1 cộng 5 bằng 6. Con số 6 là 6 hào dương của quẻ thuần càn, tượng trời, tượng đại đạo. Khi quy thống tam bửu thì sẽ hiệp nhất với trời, với đại đạo vậy. Để đạt được sự quy nhất tam bửu phải khởi từ nguyên tinh. Nguyên tinh được sinh ra dồi dào tại tháng 11 âm lịch thuộc quẻ địa lôi phục. Quẻ phục có nội quái là quẻ chấn. Hào sơ cửu của quẻ phục là nhất dương thuộc nội chấn. Chấn là sấm sét. Sấm sét ám chỉ diệu âm. Như vậy nguyên tinh tức là diệu âm tự tánh, mở ngoặc hào nhất dương sơ sinh đóng ngoặc. Khi vào tu đông chí bá nhật, nếu giữ gìn nguyên tinh đầy đủ không bị thất thoát, lúc tuổi còn trẻ trong vòng 81 ngày sẽ kết kim đơn. Triệu chứng là nghe được diệu âm mở ngoặc, tiếng ve kêu hoặc hải triệu âm, tức là âm thanh như tiếng sóng biển đóng ngoặc. Để rồi sau đó khi tu đến các công đoạn khác thì diệu âm hoàn toàn biến mất. Diệu âm buổi sơ khởi ấy chính là chấn động lực phát xuất từ thánh thai kim đơn vậy. Như vậy Lão Tử sanh ra từ diệu âm rồi cũng phải nương theo diệu âm mà trở về. Chúng sinh đều phải đi theo con đường đó. Sở dĩ nơi đàn nai Thượng Tôn dạy về diệu âm, tức đại pháp nhĩ căn viên thông, Thượng Tôn muốn nói rằng pháp nhĩ căn viên thông là vương pháp, đứng đầu tất cả các pháp. Khi không có Phật ra đời, không có đại pháp nhĩ căn viên thông thì nên tu pháp luyện kim đơn. Nhưng khi có Phật ra đời thì nên tu pháp nhĩ căn viên thông, dễ hành mà dễ chứng đắc. Hành giả tự biết đẳng cấp chứng đắc của mình qua trạng thái diệu âm khác nhau ở từng cảnh giới. Nay Di Lặc Như Lai sắp hoằng dương chánh pháp, thế nên Thượng Tôn tin báo đến toàn thể nhân loại cần thấu hiểu và so sánh các pháp, để rồi tùy căn cơ và duyên phước của mình mà tự chọn. Lão Tử là một chiếc thân của Thượng Tôn, Lão Tử cũng phải nương theo dòng diệu âm nhĩ căn viên thông mà trở lại. Từ ngàn xưa diễn đại, chư Phật mười phương đều nương theo cổ xe lớn nhĩ căn viên thông này mà chứng đắc đạo quả vô thượng. Nay Thượng Tôn giáng điển, hoan hỷ sự hoàn thành quyển diệu pháp Liên Hoa Kinh giải. Đó là bửu trân vô giá, là viên kim cương màu nhiệm đã lạc mất từ lâu, tầm lại được, mở ngoặc. Vì diệu pháp Liên Hoa là chánh pháp nhãn tạng nhĩ căn viên thông đóng ngoặc, là giọt cam lồ, là nguồn thánh linh gọi rửa mọi nghiệp chướng phiền não, để tâm tư được thanh tịnh. Thượng Tôn ban ân ngâm: ban ân toàn thể giờ đây gắn lo tinh tấn đắp xây Liên Tòa. Quý vị thân mến, vừa qua là đoạn thánh giáo của do Thái Thượng Đạo Tổ giảng dạy bằng cơ bút của Cao Đài Giáo. Đoạn thánh giáo trên dạy về nhĩ căn viên thông, tức là gọi tắt là pháp môn Quán Âm. Bây giờ thì tôi sẽ triển khai những cái phần quan trọng được ẩn chứa trong cái đoạn thánh giáo này. Quý vị cũng biết
qua cái pháp hiệu Thái Thượng Đạo Tổ hay là Thái Thượng Đạo Quân, thì quý vị cũng biết Thái là rất, rất cao, rất nhiều. Thượng có nghĩa là cao, Thái Thượng có nghĩa là rất cao. Ý muốn nói cái đấng này có cái đẳng cấp tâm linh rất là cao. Đạo Tổ là ông Tổ về đạo, có nghĩa là cái đấng thiêng liêng này là một đấng chứng đắc một cái đẳng cấp đạo rất là cao. Ta có thể nói rằng vị Thái Thượng Đạo Tổ này, đấng thiêng liêng Thái Thượng Đạo Tổ này đã chứng đắc hoàn toàn cái bản thể của đạo, tức là cái diệu quang và diệu âm. Phật giáo thì gọi là chân tâm chân như, còn Cao Đại giáo thì gọi là tiên thiên điển. Ngài chứng đắc hoàn toàn cái diệu quang diệu âm tiên thiên điển đó, về chứng đắc hoàn toàn cái chân như, cái chân tâm đó. Đó, vì Ngài không có ai mà trên thế gian này biết được cái tung tích, cái lý lịch của đấng thiêng liêng tối cao Thái Thượng Đạo Tổ này, mà người ta chỉ có biết được về cái lý lịch của Lão Tử. Lão Tử là một chiếc thân của Thái Thượng Đạo Tổ. Lão Tử được Thái Thượng Đạo Tổ chiếc thân ra vào ngày rằm tháng 2 âm lịch, là gọi là nhị ngoạt thập ngũ. Thì chúng ta biết Lão Tử là Lý Lão Đam. Chữ Lý là mượn cái cây lý, Ngài sanh ra ở cây lý, mượn là như vậy, chứ chưa hẳn Ngài đã sanh ra ở cây lý. Mượn vật tức là mượn cây lý để nói đến cái tầm cái lý đó. Rồi Lý Lão Đam hay là Lý Nhĩ, thì tầm cái lý của cái nhĩ, tức là cái lỗ tai, cái phần tai thịt này. Thì cái lỗ tai của Lão Tử nó có ba lỗ, cho nên hãy tầm cái lý của cái lỗ tai ba lỗ xem sao đó. Còn chữ Đam nó có cái ý nghĩa là cái lỗ tai dài, có nghĩa là cái lỗ tai của Lão Tử dài dữ lắm, cho nên gọi là Lý Lão Đam. Thì cái lỗ tai ba lỗ là để nói lên á, với cái nhĩ căn của Lão Tử có thể nghe được cái âm thanh của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nó nghe được tất cả các cảnh giới vô hình đó. Còn cái Đam là cái lỗ tai dài, cũng là muốn nói như vậy, cũng là muốn nói cái nghĩa lý là cái lỗ tai đặc biệt này có thể nghe tất cả các âm thanh của các cảnh giới vô hình, cho nên á gọi là Lý Lão Tử hay là Lý Lão Đam đó. Thì muốn nói rằng Lý Lão Tử tu đại pháp nhĩ căn viên thông, rồi cái ngày giáng sanh của Lý Lão Tử thì lại là ngày rằm tháng 2 âm lịch. Ngày rằm tức là ngày 15, tức là một sự kết hợp của ba con số năm. Con số năm là có ý nghĩa là ngôi đế vương, ngôi trung cung là ngôi đế vương, mà ba con số năm hợp lại là con số 15. Thì con số năm đầu là để tượng trưng cho cái nguồn tinh, rồi con số năm thứ hai là để tượng trưng cho nguồn khí, và con số năm thứ ba là tượng trưng cho nguồn thần. Trong cái pháp luyện kim đơn của tiên giáo đó, thì luyện nguyên tinh hóa thành nguyên khí và luyện nguyên khí hóa thành nguyên thần, có nghĩa là ba cái ngôi nguyên tinh, nguyên khí với nguyên thần hiệp nhất lại gọi là ba ngôi nhà ngũ. Thì khi mà hiệp nhất như vậy rồi gọi là tam bửu quy nhất, thì sẽ thành đắc thành chánh quả đó, hay là thành đạo. Thì đó là cái ý nghĩa của cái ngày giáng sanh là ngày thập ngũ, tức là ngày rằm ngày 15 đó. Thì chúng ta phải biết là quẻ chấn, bởi vì cái nguyên tinh đó, con số 5 đầu tiên đó
nó thuộc về cái quẻ chấn, mà quẻ chấn á, là cái hào sơ nhất, nó là hào sơ dương, gọi là hào sơ dương, nó là tượng trưng cho cái diệu âm. Bởi vì chấn vi lôi mà, chấn thì làm sấm, mà sấm sét á, là tượng trưng cho cái diệu âm, là cái pháp diệu âm. Cho nên cái hào sơ nhất đó, hào sơ nhất đó là tượng trưng cho cái nguồn tinh đó. Thì dạng vật xuất hồ chấn, có nghĩa là dạng vật được sanh ra từ quẻ chấn, từ cái sấm sét, mượn cái sấm sét để mà nói đến cái diệu âm, có nghĩa là dạng vật được sinh ra từ diệu âm, do diệu âm mà dạng pháp được biến sanh ra. Cho nên vì vậy mà với cái quẻ chấn, quẻ chấn, chấn vi lôi, chấn làm sấm đó, là tượng trưng cái hào sơ dương của quẻ chấn đó, là tượng trưng cho cái hào sơ khởi, hào dương sơ khởi, tức là nó là diệu âm. Đó. Thì khi mà luyện tinh quá khí đó, thì cái nguyên tinh này đó, nó biến hiện ra thành cái nguyên khí, nó hóa thành cái nguyên khí. Thì rồi cái luyện cái nguyên khí đó, nó biến thành cái nguyên thần. Thì ba cái ngôi nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần này á, tức là ba cái hào dương. Đó là nói về cái người mà tu luyện kim đơn vào khoảng tháng 11 âm lịch đó, thì người ta vô trong cái trường bá nhật trúc cơ của Cao Đài Giáo đó để luyện kim đơn. Thì tháng 11, rồi tháng chạp, rồi tháng giêng. Khi tháng giêng á, thì coi cũng như là đã 81 ngày đó. Tháng giêng thì đã 81 ngày đó, thì họ kết kim đơn. Đó. Rồi tháng giêng á, 81 ngày thì kết kim đơn. Rồi qua tới tháng 2 á, là quẻ lôi thiên đại tráng. Có nghĩa là cái nội quái á, là quẻ càn. Còn cái ngoại quái á, quẻ ở ngoài đó, thì quẻ chấn. Đó, thì bây giờ á, thì cái hào sơ dương của quẻ chấn lúc mà ban đầu đó, của tháng 11 đó, bây giờ nó nhảy lên là hào thứ tư. Hào thứ tư tức là thuộc về ngoại quái. Đó. Thì để nói lên rằng á, đó là quẻ lôi thiên đại tráng. Lôi thiên có nghĩa là tiếng sấm ở trên trời. Đại tráng là lớn và mạnh mẽ. Thì có cái gì mà lớn lao và mạnh mẽ bằng tiếng sấm ở trên trời đâu. Đó. Thì nãy giờ quý vị thấy đó, tinh toàn là nói về cái sấm, nói về cái tiếng sấm, là mượn cái tiếng sấm đó để nói đến cái diệu âm. Cái người tu hành á, thì khởi điểm thì cũng là dụng cái hào sơ dương của quẻ chấn đó mà mượn là diệu âm. Rồi từ cái diệu âm đó qua pháp tu nhĩ căn viên thông đó, rồi mình tu hành, mình phát triển lên từ từ, cái diệu âm nó sẽ phát triển lên từ từ, cho đến lúc mà viên thành đạo quả, giải thoát, rồi đại giải thoát. Đó là cái pháp tu nhĩ căn viên thông mà Đức Thái Thượng Đạo Tổ qua chiết thân, qua lão tử thì cũng đã tu hành như vậy. Thì nói về Thái Thượng Đạo Tổ, thì Thái Thượng Đạo Tổ là một ông tổ đạo đó, chiết thân xuống đây thành lão tử. Thì lão tử cũng phải nương theo cái dòng âm lưu, tức là nương theo cái diệu âm đó mà để trở lại. Thì chúng ta biết á, đây là một cái pháp môn cực kỳ quan trọng. Bấy lâu nay ở bên Cao Đài Giáo thì vẫn nghĩ rằng Thái Thượng Đạo Tổ cũng như lão tử duy nhất chỉ có cái pháp môn luyện kim đơn, nhưng mà không phải là như vậy. Chỉ trừ ra khi nào mà không có chư Phật ra đời, không có các bậc thượng tổ ra đời, thì Ngài dạy cho chúng sinh phải tu pháp luyện kim đơn. Nhưng mà khi mà chư Phật ra đời, có Phật ra đời, thì mà các ngài sẽ dạy cho chúng sinh phải nương theo đại pháp nhãn tạng gọi là quán quang, và nhĩ căn viên thông gọi là quán âm, nương theo đó để mà tu hành. Bởi vì nhĩ căn viên thông là dương pháp, là vua pháp, là đứng đầu tất cả các pháp. Bởi vì qua cái diệu quang diệu âm đó, cái diệu quang diệu âm nó là cái cứu cánh, chứ không phải là cái phương tiện.
Cho nên vì vậy, nói đến cái vấn đề diệu quang diệu âm, cái pháp môn quán quang quán âm nó là dương pháp, là ý nghĩa như vậy. Bởi vì tất cả các pháp môn khác người ta gọi đó là các pháp phương tiện để mong cầu, dùng cái phương tiện để đi đến cái cứu cánh là giải thoát. Nhưng mà ở đây chúng ta tu cái đại pháp này á, thì cái diệu quang diệu âm đó chính là cái cứu cánh chứ không phải là cái phương tiện. Mà Thái Thượng Đạo Tổ là ông tổ của đạo, là ông tổ của đạo, là bản thể của đạo, mà Ngài đã giới thiệu cho nhân loại biết về cái đại pháp Nhĩ Căn Viên Thông này là vương pháp, là vua, là đứng đầu tất cả các pháp, thì chúng ta biết là cái tầm quan trọng, cái sự mầu nhiệm của cái đại pháp Nhĩ Căn Viên Thông này nó là như thế nào. Cho nên vì vậy, tôi muốn nói với quý vị là quý vị, mặc dù cái bài giáo pháp này nó rất là khó hiểu, nó rất là khó hiểu, nhưng mà nếu quý vị chịu khó, quý vị nghe đi nghe lại nhiều lần thì quý vị cũng sẽ tường tận thôi. Đó, thì nãy giờ tôi nói với quý vị đó, cái quẻ chấn thì cái hào sơ dương của quẻ chấn, hào sơ dương của quẻ chấn nó tượng trưng cho cái diệu âm, là cái chấn động lực của diệu âm. Bởi vì cái âm thanh diệu âm là cái âm thanh màu nhiệm, nó là cái chấn động lực, mà mượn cái quẻ chấn, cái hào sơ dương, cái hào đầu tiên của quẻ chấn đó, mượn cái hào sơ dương này để nói lên cái chấn động lực đó. Và chúng ta biết á, vạn vật xuất hồ chấn, có nghĩa là vũ trụ vạn pháp này được sinh ra buổi đầu là từ cái hào sơ dương đó, từ cái hào sơ dương của quẻ chấn đó. Tức là diệu âm mà biến sanh ra tất cả là như vậy đó. Các bậc đại thánh họ mượn cái quẻ để mà họ nói đến cái diệu âm, để mà họ nói đến cái diệu âm là biến sinh ra tất cả. Cái diệu âm là bản thể của vũ trụ vạn pháp. Diệu âm là bản thể của đạo. Bởi vì quý vị cũng thừa biết đạo nó có hai mặt, một mặt là bản thể và một mặt là hiện tượng. Bản thể tức là cái thể gốc, là cái thể chân thật, là muốn nói đến cái diệu âm. Rồi từ cái diệu âm này nó biến hiện ra vũ trụ vạn pháp ngàn sai muôn khác. Thì cái vũ trụ vạn pháp ngàn sai muôn khác này gọi là thế giới hiện tượng, hoàn toàn là do cái diệu âm diệu quang này nó biến hiện ra cả. Và khi á mà cái diệu quang diệu âm này nó biến hiện ra vũ trụ vạn pháp ngàn sai muôn khác như vậy đó, nhưng mà cái phần bản thể tức là cái thể chân thật, thể gốc của vũ trụ vạn pháp này vẫn là diệu quang diệu âm. Còn cái hình tướng á thì lại là hư huyễn, tức là giả dối, cái hình tướng nó không có thực thể gì cả đó. Chúng ta tu hành là mục đích chúng ta trực nhập với cái phần bản thể, tức là cái thể gốc, thể chân thật là diệu quang diệu âm. Còn cái hình tướng của vũ trụ vạn pháp thì nó hư huyễn đó. Hiện nay cũng như trong quá khứ đó, thì chúng sinh không biết bản thể của vũ trụ vạn pháp là gì, không biết bản thể Phật tánh là gì đó, mà họ chỉ chạy theo cái hình tướng, cái hình tướng hư huyễn, cái hình tướng hư huyễn, cái hình tướng giả dối đó, mà dệt nên cái cuộc đời đau khổ phiền não suốt cả, nghĩa là trăm năm đó, rồi phải luân hồi rồi lại tiếp tục sống như vậy, tiếp tục sống một cách vô minh như vậy đó. Cho nên vì vậy mà chư Phật vì lòng từ bi, vì yêu thương chúng sinh, cho nên phải lâm trần để mà đem cái đại pháp Nhĩ Căn Viên Thông, gọi tắt là pháp Quán Âm này, để cứu độ chúng sinh. Nhưng mà rồi có mấy chúng sinh mà hiểu được, mà theo, hiểu được để mà nhận cái sự giúp đỡ từ cái lòng từ bi của chư Phật đâu đó. Họ không hiểu, mà rồi họ không có làm thinh, họ vô cùng phỉ báng, rồi họ mưu hại đó. Đó là cái sự đau khổ của chư Phật khi xuống thế giới này. Đó, Phật Thích Ca Ngài cũng có nói, Ngài nói thế giới Ta Bà chúng sinh rất là khó độ,
chúng sinh ở thế giới ta bà này rất là khó độ. Đó. Cho nên khi trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có hỏi ai có cái tâm nguyện muốn độ chúng sinh ở thế giới ta bà, thì các hàng A-la-hán họ trả lời: chúng con không kham nổi thế giới ta bà. Chúng con không kham nổi thế giới ta bà. Có nghĩa là tất cả chư vị A-la-hán đều rất sợ chúng sinh nơi thế giới ta bà. Còn hàng Bồ-Tát thì vẫn biết là chúng sinh nơi thế giới ta bà rất là khó độ. Nhưng mà họ cũng hết sức cố gắng để mà hoàn thành theo cái tâm nguyện Bồ-Tát là cứu thế độ sanh. Đó, dẫu biết rằng là khó khăn, nhưng mà rồi họ cũng phải hết sức là cố gắng để mà hoàn thành cái tâm nguyện Bồ-Tát của họ. Bởi vì Bồ-Tát ái chúng sinh như mẫu ái tử, Bồ-Tát yêu thương chúng sinh như là mẹ thương con vậy, thì không thể nào bỏ chúng sinh được. Thì phải ráng thôi. Chứ còn Phật mà còn phải sợ thế giới này, tôi nói Phật mà còn phải sợ thế giới này, Phật Thích Ca hồi xưa đó, quý vị có coi kinh điển Phật giáo thì quý vị biết, Phật Thích Ca hồi xưa đó, trên 2500 năm về trước đó, những chúng sinh mà nghịch duyên với Ngài đó, hại Ngài không biết là bao nhiêu. Ngay cả những đệ tử của Ngài đó, cũng hại Ngài nữa. Rồi hiện tại bây giờ thì cũng vậy thôi. Nếu thời kỳ của Phật Thích Ca, Phật Thích Ca đã bị chúng sinh hại như vậy, thì nếu mà trường hợp mà Phật Di Lặc ra đời thì Phật Di Lặc cũng vẫn bị hại, hay là một vị Phật nào khác ra đời thì cũng vẫn bị hại. Bởi vì á, chư Phật ra đời thì vì xót thương chúng sinh mà chư Phật phải nói lên sự thật. Mà nói lên sự thật thì đi ngược với cái tư duy, đi ngược lại với cái sự hiểu biết của chúng sinh. Cho nên chúng sinh họ sẽ phản kháng lại, họ phỉ báng. Đó là chuyện tầm thường rồi. Nhưng mà họ mưu hại, họ có thể giết Phật, họ có thể làm cho thân Phật phải bị xuất huyết, tức là chảy máu đó. Điều đó đã có xảy ra. Cho nên vì vậy mà cái thế giới hiện nay, cái tình cầu hiện nay, trong một cái cuộc đại loạn này, cuộc đại loạn diễn biến khắp cả thế giới rất là khó khăn. Cho nên á, các vị Phật mà đến thế giới này, họ những cái vị cổ Phật họ mới đến. Chẳng hạn như Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Ngài là một vị cổ Phật, Ngài cũng đến thế giới này. Rồi Di Lặc Tôn Phật, Ngài cũng là một vị cổ Phật, Ngài cũng đến thế giới này để đảm trách cái đại sứ mạng trong cái cuộc Long Hoa Đại Hội, trong cái Pháp Hội Long Hoa. Chứ không phải là đợi tới 5 tỷ năm nữa Phật Di Lặc mới ra đời, hay là đợi tới 570 triệu năm nữa, hay là 590 triệu năm nữa Phật Di Lặc mới ra đời. Phật Thích Ca không có nói cái con số không tưởng như vậy đâu, cái con số diễn ảo như vậy đâu. Đó. Thôi thì hôm nay tôi đến với quý vị và cũng giúp đỡ chia sẻ cho quý vị cái kiến thức giáo pháp của một đấng thiên liêng tối cao đã ngự cơ bên Cao Đài Giáo để mà giảng dạy về Đại Pháp Nhĩ Căn Viên Thông. Giờ này thôi tôi cũng xin chào hết tất cả quý vị.